Sợ quá. Nó phát điên vì cái máy luôn đấy. Từ hồi cấp 2 đến bây giờ thì mình lúc nào cũng có đam mê là để máy. Mặc dù mỗi lần để máy là đều fail hết, nhưng mà lần này thì sẽ khác mọi người ạ. Và bây giờ sẽ còn cắt thôi, thì mình sẽ chia nó thành cái hình tam giác nhỏ ở giữa. Mình nghĩ là lý do tại sao mà mình cắt mái nhiều như vậy, mặc dù mình không hề hợp với mái, là tại vì là mái là cái cách dễ nhất mà bạn có thể kiểu thay đổi bản thân ấy. Mà mình nghĩ là con gái lúc mà chán đời ấy thì sẽ muốn kiểu thay đổi diện mạo. Cắt mái là một cái sự lựa chọn rất là dễ dàng, tại vì cắt mái thường sẽ mất tầm 10-15 phút thôi. Nên là rất nhiều bạn chán đời cắt mái đúng không? Mình cũng hay chán đời nên là mình hay cắt mái. Hello darkness my old friend. Nói chung nó hơi dài đúng không? Mình cắt nữa. Trời, đây là cái lúc mà mọi chuyện trở nên xấu đi này. Hình như mình lấy nhiều quá, lấy nhiều mái quá. Oh my god, thôi chết rồi. Không sao, tóc thôi mà, nó sẽ dài ra. Và mình cũng chỉ làm bẽ mặt mình trước 49 người theo dõi thôi. Không sao, không sao. Ê, cái cách này hơi khó nha. Mình chọn tay trái ấy, nên là cắt bên phải nó sẽ dễ hơn. Trông trông cũng được đúng không? Nó không vấn nét tí thôi nhưng mà mình nhìn cũng được. Ta-da! Mình mong là mọi người có thể nhìn thấy cái mái mình rõ hơn ở chỗ này. Ý là lần này nó cũng không hoàn hảo được như các chị trên YouTube mà mình đã xem ấy. Nhưng mà lần này mình thấy là mình làm khá là tốt so với những cái lần trước. Mình chỉ cần nó không bị fail thôi, mình đã vui lắm rồi, không cần nó phải đẹp hay là gì cả. Nhiều người thì bảo là mặt mình không hợp mái, nhưng mà dạo này thì mình thử cắt mái và thấy nó khá là trẻ trung, vậy nên là mình muốn tiếp tục cắt mái trong thời gian này thôi. Khi mà mình chán rồi ấy, thì có thể để nó dài hơn được mà. Nếu mà bạn muốn cắt mái ấy, thì đừng quan tâm những gì mọi người nói nhá. Cứ cắt đi, không sao đâu. Đó là tóc mà, đằng nào thì nó cũng sẽ dài ra thôi. Còn nếu mà cắt mái không hợp ấy, thì có thể kẹp lên hoặc là đeo băng đô. Nói chung là có nhiều cách để giấu mái lắm, mọi người đừng lo nhá. Làm cái gì mà làm bản thân mình cảm thấy vui nhất và thoải mái nhất là được. Ok, vậy là mình nghĩ là đã xong cái video này rồi đấy. Thì video này cũng là mang tính giải trí thôi, nhưng mà nếu mà mọi người thấy có ích thì càng tốt. Và nếu mà mọi người thích video này thì đừng quên nhấn nút like ở dưới và nhấn subscribe channel của mình để đón xem những video tiếp đấy nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye.